Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chương trình pha lóc cá hồi. Kính thưa các bạn, sau khi mà chúng ta đã đục một miếng cá hồi như thế này thì chúng ta có thể chế biến các món như là sashimi, áp chảo, nướng hoặc là nấu cháo. Đối với phần sashimi thì những cái đoạn phần giỗi của cá hồi sẽ là những cái phần thịt ngon nhất. Đối với những phần đuôi như thế này sẽ thích hợp cho các món nấu cháo hoặc là nướng. Đối với những phần giỗi như thế này sẽ thích hợp với các món sashimi. Để ăn món sashimi thì các bạn nên bảo quản ở nhiệt độ từ 0 cho đến 5 độ C, sẽ làm cho chất lượng của thịt ngon nhất và sẽ giảm được mùi tanh của cá. Và sau đây thì tôi sẽ tiến hành sashimi món cá hồi. Các bạn sẽ cắt nhành những cái món vừa ăn ha. Chúng ta sẽ lọc da. Đối với các chương trình hoạt náo cuối tuần thì chúng tôi luôn có chương trình xâm linh thử sản phẩm cho khách hàng để được trải nghiệm tại quầy. Mời anh chị dùng thử.